Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn quyển truyện Chú Mèo Máy Đến Từ Tương Lai, quyển 3. Và hôm nay mình sẽ đọc cho các bạn tiếp theo Cô Gái Giống Hoa Bách Hợp. Người con gái đó da trắng, tóc dài, đôi mắt tròn to, đẹp như một bông hoa bách hợp. Hồi đó thời chiến tranh, các thành phố ở Nhật Bản bị máy bay ngoại quốc bắn phá đêm ngày, nên cho dù còn rất bé nhưng bố vẫn phải chia tay gia đình đi sơ tán ở một vùng nông thôn xa xôi. Ở đó chỉ có thầy giáo và các bạn. Trong hoàn cảnh ấy chẳng ai còn học hành gì được. Công việc hàng ngày của bố và các bạn là đào hầm trú ẩn, nếu không thì làm ruộng. Bụng bố lúc nào cũng trống rỗng vì đói. Các con không hiểu được nỗi khổ khi thiếu cái ăn. Nó thế nào đâu? Vào một buổi chiều muộn bên bờ sông gần nơi bố ở, bố gặp được người con gái đó. Cô ấy chẳng nói gì cả, nhưng lạ lắm các con ạ. Bố cảm nhận rất rõ những điều cô ấy muốn. Nhắn nhủ sau đó, cô ấy dúi vào tay bố một thanh kẹo sô cô la rồi biến mất trong màn sương. Cả đời bố chưa từng ăn thứ kẹo nào ngon ngon như thế, đến bây giờ vẫn còn nhớ mùi vị của nó. Ôi, chuyện của bố kể hay quá, thì bố không biết tên và địa chỉ của cô ấy ạ. Không, không rõ bây giờ cô ấy ở đâu và sống ra sao nhỉ? Bố rất muốn gặp lại cô ấy phải không ạ? Ừ, bố cũng muốn lắm. Mình mong gặp ai cơ? Dạ, bố muốn tìm lại cô gái đẹp như hoa bách hợp mà bố quen ngày xưa. Đồ ngốc, sao cậu lại ăn nói vụng về thế? Có chuyện gì đâu? Chuyện từ hồi con nít ấy mà. Ông Liệu thần hồn đấy. Chắc ông ấy phải tuyệt vời lắm. Ừ, tớ cũng nghĩ thế. Sao lúc bố không chụp cho cô ấy vài kiểu ảnh nhỉ? Bố chán quá. Đúng rồi, bọn mình sẽ đi chụp ảnh cô ấy, dùng cỗ máy thời gian trở về quá khứ. Ừ, ta trở về quá khứ tìm cô gái, chụp hình rồi tặng bố. Bố ơi, bố có nhớ gặp cô gái vào ngày nào không? Bố nhớ rất rõ, đó là ngày mùng 10 tháng 6 năm 1945. Nào, chúng mình cùng trở về thời điểm mùng 10 tháng 6 năm 1945. Cậu mang theo máy ảnh rồi phải không? Mọi người ở trong ngôi chùa kia. Tớ có cảm giác thật lạ khi sắp được gặp bố thời con nít. Ủa, sao lại không có ai thế nhỉ? Cả trường đi làm ruộng rồi. Mô vật, học trò không được học mà phải đi cuốc đất, trồng khoai kiếm cái ăn. Chẳng biết rồi nước Nhật này sẽ đi về đâu. Sư thầy bảo họ ở đằng này. Làm gì mà oải oải thế? Nobi, thế này mà gọi là cuốc đất hả? Thời lượng của video đã kết thúc. Xin chào các bạn và hẹn các bạn vào các video tiếp theo.